Chào Nhảnh nha. Anh chưa ăn gì. Chưa mà anh đi. Anh chưa ăn sáng luôn cả nhà. Tuấn Minh cho anh 3 cốc nước với. Chào lãnh đạo. Lãnh đạo chi có được lãnh đạo ngày nào đâu. Chào có công. Chào có công nhé. Có công trà tèo. Cổ đông lớn sắp vào chưa? Ồ, cổ đông lớn ngày nào cũng vào mà. Ngày nào cũng có cổ đông lớn. Ngày nào cũng có cổ đông lớn luôn. Thật. Anh em tương tác một chút nha. Chúc cả nhà buổi trưa tốt lành. Thank you cả nhà rất là nhiều. Chào Ngọc Ánh Nguyệt. Chào So Hoàng. Chào Bình An. Hello tất cả anh chị em Nhỉnh. Anh em để view nào. Oh my god. Con ơi cho ba nước nóng đi. Cho ba nước ấm hơn nữa và... Sắp hết cổ phần rồi. Năm nay dự đoán theo như công ty là năm nay 2024 có thể là năm cuối cùng để chúng ta có cổ phần. Và thời điểm sớm muộn thì công cũng chưa rõ lắm là thời điểm nào. Chưa rõ là thời điểm nào, nhưng mà có một câu nói của công ty là thế này. Có một câu nói của công ty thế này nha. Cả nhà muốn nghe câu nói của công ty không? Có một câu nói của công ty thế này rất là hay này. Muốn chia sẻ cho cả nhà luôn nè. Hôm nay chúng ta sẽ nói rất nhiều về những cái kế hoạch nha. Nói một số về kế hoạch nha cả nhà nha. Thank you cả nhà rất là nhiều. Ấy, anh em tag tên bạn bè của mình vào đi ạ. Mình sẽ dành cho nhau một lúc nha, thời gian 3 phút để chúng ta tag tên bạn bè của mình vào. Anh em tương tác đi ạ, anh em tắt tên bạn mềm vào đi. Xem nào. Anh em hãy bình luận thả tim hay làm bất kỳ cái điều gì đấy cũng được. Anh em có thể làm bất kỳ một hành động gì nha. Làm bất kỳ một hành động nào đấy để anh em có thể tắt cái tên bạn bè mình vô cái buổi live stream ngày hôm nay. Ok, 37 anh chị rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thank you cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật năng lượng và thật nhiều ngân lượng nha. Có năng lượng mới có ngân lượng đúng không? Không năng lượng thì không ngân lượng được nha. Ấy, 38 anh chị rồi, rất là năng lượng đúng không ạ? Hello, cảm ơn Bá Tâm, cảm ơn Tô Vĩnh Hồng, cảm ơn anh Lương Báo, cảm ơn Bằng rất là nhiều. Thank you. Rất là nhiều anh chị em đang tương tác rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị tương tác mạnh nữa đi ạ. Thả tim, like, thả tim, bình luận, comment, làm cái gì cũng được. Đấy. Là như thế để giúp chúng ta trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau nhiều thông tin giá trị hơn, được không? Công rất muốn chia sẻ cho anh chị rất nhiều thông tin giá trị. Hôm nay Công sẽ nói về những cái thông tin trong cuộc họp vừa rồi của lãnh đạo công ty. Ừ.
Tức là công ty có những cái thông tin rất là tuyệt vời, đúng không? Rất nhiều anh chị em có thể nắm bắt rồi, tuy nhiên công vẫn muốn mổ xẻ sâu hơn nữa. Đấy, mổ xẻ sâu hơn nữa về những cái thông tin, về những thông tin của doanh nghiệp chúng ta đang cấp vốn, tài trợ vốn, đúng không ạ? Muốn mổ xẻ sâu hơn nữa, bao nhiêu anh chị muốn mổ xẻ sâu hơn nữa, comment số 1 đi ạ. Nào anh chị nào muốn chúng ta mổ xẻ sâu hơn những thông tin của doanh nghiệp chúng ta, hãy comment số 1 đi ạ. Và trong cuộc họp vừa rồi á, hãy comment số 1 đi anh chị nhé. Comment số 1 đi anh chị. Số 1 nào, số 1 nào, số 1 nào. Nào, số 1 nào. Nha, số 1 nào. Công cũng comment số 1 cho công. số 1 nào. Cảm ơn anh Nguyễn rất là nhiều nào. Chào Bùi Phương Hòa, chào Hoàng Dương. Chào Tình Đỗ, Đỗ Tình. Tô Vĩnh Hùng rất là tuyệt vời. Anh chị có một số 1 đi ạ. Anh chị có một số 1 đi ạ. Số 1 nào, anh chị số 1 nào. Thế thì trong một cái cuộc họp vừa rồi công ty nói là ấy, tức là nó giống như là những suy nghĩ của công thôi. Tức là cách đây khoảng vài năm á. Tức là vào những năm 2020, 2021 ấy. Thì công ty cũng có nói đúng cái quan điểm này giống như quan điểm của công nha. Tức là vào năm 2020 thậm chí chúng tôi không thể mơ về những luận điểm này. Thế thì những luận điểm này là những luận điểm nào? Hãy kể cho mọi người nghe về sự phát triển của UST. Có thể năm 2024 là cơ hội cuối cùng. Không phải nhấn mạnh và dừng lại câu nói này này. Tức là phải nói sao nhỉ? Cái thời điểm năm 2020 á, là thời điểm chúng ta chuyển sang cái giai đoạn áp chót, đúng không? Giai đoạn 14, 15. Thế thì thời điểm đấy thì công ty, kể cả bản thân công thế thôi, không dám mơ về tương lai khoảng tầm 3-4 năm sau mình sẽ hoàn thành được những cái giai đoạn cấp vốn. Và đặc biệt là có được những cái sự hợp tác chặt chẽ của các quốc gia. Đấy. Thế thì ngày hôm nay công ty có nói rất là rõ ràng về cái luận điểm này. Công ty nói là năm 2020 chúng ta thậm chí là không thể mơ về những luận điểm này. Tức là không thể mơ được là trong tương lai năm 2024 hay năm gì đó chúng ta sẽ đạt được kết quả kinh khủng, đúng không? Và công ty nói là hãy kể cho mọi người nghe về sự phát triển của UST-INC. Có thể năm 2024 là cơ hội cuối cùng để trở thành đồng sở hữu. Rất là khó tả cái cảm xúc này cả nhà. Nếu như là 2024 mà chúng ta kết thúc cái quá trình gây quỹ vào công nghệ vận tải dây, thì xin thưa với tất cả anh chị là cơ hội dành cho những người dân bình thường để chúng ta trở thành đồng sở hữu công nghệ vận tải dây là vĩnh viễn sẽ rất khó để chúng ta có cơ hội trở lại nha. Rất khó để chúng ta có cơ hội một lần thứ hai như vậy. Cái cơ hội ấy thì để trở thành đồng sở hữu trong tương lai ấy, nó giống như là bây giờ mình nhìn thấy những doanh nghiệp đang phát triển như là Apple, Facebook, Google, Amazon, Alibaba hay bất kỳ một doanh nghiệp nào. Thì để trở thành một cổ đông của một công ty đấy thì mình có tiền mình đầu tư vào, mình mua cổ phiếu là xong, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta hiểu cái bản chất của cái việc là một công ty đã thành công ấy thì cái giá trị cổ phiếu của nó rất là cao. Và chúng ta sẽ không thể nào có đủ cái khả năng, có đủ cái nguồn tài chính của mình để mình có thể sở hữu cái số lượng cổ phiếu, hàng triệu cổ phiếu. Câu lấy ví dụ như này. Như chẳng hạn như ngày hôm nay là chúng ta mua cổ phiếu của Apple đi. Đúng không ạ? Mua cổ phiếu Apple đi. Thế thì Apple ngày hôm nay một cổ phiếu của Apple bao nhiêu tiền anh chị? Công muốn dành nửa phút để công check cái giá cổ phiếu của Apple ngày hôm nay. Một cổ phiếu của Apple ngày hôm nay là 193 đô một cổ phiếu của Apple. Một cổ phiếu của Apple nha. 193 đô một cổ phiếu. Thế thì bây giờ nếu như chúng ta mà muốn sở hữu được 1 triệu cổ phiếu của Apple thì chúng ta phải bỏ ra ít nhất là 19 triệu 300 ngàn đô.
19.300.000 đô. Đúng ạ. 19.300.000 đô anh chị ạ. Nếu chúng ta muốn sử dụng 1 triệu cổ phần của Apple phải bỏ ra 19.300.000 đô. Làm cách nào để chúng ta có số tiền này để đầu tư, để trở thành đồng sở hữu công nghệ Apple? Vĩnh viễn không bao giờ có được anh chị ạ. Thế thì ngày hôm nay với doanh nghiệp công nghệ vận tải dây thì đang là cái giai đoạn áp chót. Tức là chúng ta đều biết được là công ty có 10 năm cái giai đoạn để gây quỹ. 10 năm giai đoạn để gây quỹ. Thì đến giai đoạn này là giai đoạn thứ 15 rồi. Và công ty có công bố luôn có thể năm 2024 là cơ hội cuối cùng để trở thành đồng sở hữu, trong đó đi hướng vận tải cao tốc. Tức là gì? Tức là cái giai đoạn 2024 là cái giai đoạn cuối cùng để cho chúng ta là những người dân bình thường nhất cũng có thể trở thành đồng sở hữu công nghệ. Và đồng sở hữu công nghệ trong giai đoạn này nó có cái lợi ích gì? Thì chúng ta phải phân tích nha. Cái giai đoạn này và giai đoạn sau thì nó có sự khác biệt gì? Tức là nếu như chúng ta trở thành đồng sở hữu trong giai đoạn công ty còn đang trong quá trình gây quỹ, lúc mà công ty đang khởi nghiệp, lúc mà công ty mới bắt đầu hình thành, thì cái sự khác biệt nhất đó là gì? Đó là chúng ta đang được hưởng cái chương trình của công ty, cái đặc quyền của công ty, đó là chúng ta nhận được cái cổ phần đảm bảo với cái mức giá, với cái chiết khấu cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ hời cho nhà đầu tư. Và cái hay nhất đó là cái cực kỳ hời cho nhà đầu tư anh chị nhỉ. Cái hay nhất nó là cực kỳ hời cho nhà đầu tư. Cái đấy mới là cái đỉnh cao. Chứ còn nếu như chỉ là đồng sở hữu không thì mình sẽ không nói, nó không nói được vấn đề gì hết. Đã. Nếu chỉ là trở thành một nhà đồng sở hữu không thì không nói được lên điều gì. Nhưng mà cái hay nhất đó là gì? Đó là chúng ta đang được cái hời cực kỳ lớn. Cái hời này là cái hời mà không thể nào tả được. Ví dụ như là Công nói về cái câu chuyện về một thương vụ ngày xưa Alibaba đi. Alibaba của tỷ phú Jack Ma Trung Quốc ạ. Cái thương vụ Alibaba IPO là thương vụ đình đám nhất trong lịch sử. Trước khi mà thằng Aramco của Ả Rập Xê Út nó IPO năm 2019 thì nó đình đám, là nó vượt lên Alibaba luôn. Thế cái câu chuyện Alibaba ấy là cái ông Masayson ấy, cái ông chủ của quỹ đầu tư SoftBank của Mỹ, quỹ đầu tư mạo hiểm nha, quỹ đầu tư mạo hiểm, ông đã đầu tư vào Alibaba cái số tiền là 20 triệu đô. Đấy, số tiền là 20 triệu đô. Và 20 triệu đô đấy anh chị biết không? Nó tăng bao nhiêu ạ? Nó tăng bao nhiêu anh chị? Có anh chị nào có thông tin này không? Anh chị công thử xem này, anh chị nào có dữ liệu này nào? Có anh chị nào biết dữ liệu này này? Nào anh chị nào biết dữ liệu này này? Từ 20 triệu đô, từ 20 triệu đô tăng lên bao nhiêu ạ? Từ 20 triệu đô khi IPO tài sản của vị tỷ phú Masayson ấy đã tăng lên thành 135 tỷ đô anh chị ạ. Từ 20 triệu đô tăng 135 tỷ đô. Và đây là cái câu chuyện có thực, nó đã xảy ra, nó đã diễn ra rồi, nó đã đi qua rồi. Và chúng ta mới hiểu được cái điều là gì, là cái giá trị của cái việc mà chúng ta có được cổ phần đặc quyền của một doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì đấy là cơ hội có thể giúp cho anh chị bật cái tài sản của mình tăng x hàng trăm hàng nghìn lần trong tương lai. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, cảm ơn Như Huế, cảm ơn Trâm Thủy, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Thế thì cái câu chuyện này, cái câu chuyện là ngày hôm nay UST đang công bố là có thể năm 2024 là cơ hội cuối cùng để trở thành đồng sở hữu công nghệ. Lý do vì sao người ta có thể khẳng định, có thể nói ra cái góc độ, tức là nói ra cái lộ trình như thế này, nó sẽ có lý do nha. Nó có hoàn toàn có lý do, anh chị có thể nghe này. Thứ nhất, nói về các dự án, tức là
giai đoạn 15 thì người ta công ty đều có nói là giai đoạn 15 là cái giai đoạn cuối của 15 ấy, có thể là công ty tự cấp vốn để phát triển, tức là chúng ta tự có lợi nhuận chứ không sử dụng vào nguồn vốn của nhân dân, tài trợ từ nhân dân nữa, mà là công ty tự có lợi nhuận kinh doanh đến từ các hợp đồng ở các quốc gia để người ta phát triển, chứ người ta không cần đến cái vốn tài trợ từ nhân dân nữa. Đấy, bởi vì khi người ta đủ vốn rồi, thế thì những cái dự án là gì? Ở đây công ty có nói là những dự án này là gì? Có những tuyến đường nào? Chúng có ý nghĩa gì và đang ở giai đoạn nào? À, thế thì chúng ta phân tích nha. Chúng tôi làm việc với các dự án ở... Chúng tôi làm việc nha. Đang làm việc với các dự án ở Ấn Độ này, ở Indonesia này, ở Châu Phi và Cộng hòa Dominica. Tức là đang làm việc với những cái quốc gia này. Và đây là những cái sự làm việc cực kỳ chặt chẽ rồi nha. Đó, đây là cái quá trình làm việc cực kỳ chặt chẽ rồi. Thế thì chúng tôi hiện có khoảng, cả nhà lưu ý giúp Công, comment xuống cái câu này, con số này cho Công nha. Chúng tôi hiện có khoảng 100 dự án đang được thực hiện ở các giai đoạn phát triển khác nhau và ở các giai đoạn đàm phán khác nhau. Có khoảng 100 dự án đang làm việc nha, đang làm việc chặt chẽ. Anh chị lưu ý giúp Công điều này. Anh chị hãy comment số 100 đi ạ. Anh chị hãy comment số 100 đi ạ. Nào anh chị nào đang là những nhà đồng sở, anh chị hãy comment số 100 để chúc mừng cho chúng ta đi ạ. Hãy comment số 100 nào. À, cho một tràng pháo tay nhé. Công tự vỗ tay. Anh chị hãy comment số 100 ạ. 100 ạ. 100 ở bên dưới đó. 100 bên dưới giúp Công ạ. Hiện nay này. À, chúng tôi hiện có khoảng 100 dự án đang được thực hiện ở các giai đoạn phát triển khác nhau và các giai đoạn phát triển, các giai đoạn đàm phán khác nhau. Có những dự án đã được ký kết các thỏa thuận khung hoặc thỏa thuận thiết kế nhất định. Anh chị hãy comment số 100 đi ạ. Đúng rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn Như Huế rất là nhiều. Cảm ơn Trần Nam. À, cảm ơn Hà Thiêm. Cảm ơn Bình May Mắn, cảm ơn Hồng Lê rất là nhiều. Rồi, Đức, Văn Đức, Trần Nam, Hà Thiêm, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đúng không? Anh chị hãy comment số 100 đi ạ. Hãy comment số 100, anh chị có thể thả tim nha. Anh chị thả tim, thả like đi ạ. Để Công thấy được anh chị đang tương tác rất là mạnh. Đúng không ạ? Anh chị ấy thả tim, thả like đi ạ. Để Công có thể thấy được anh chị đang tương tác cực kỳ mạnh nào. Rồi, à, rất là tuyệt vời, cảm ơn Như Huế rất là nhiều. Thế thì công ty nói này, có những dự án đã được ký kết các thỏa thuận khung hoặc thỏa thuận thiết kế nhất định, tức là đã lên cái quá trình đi, đang quá trình thiết kế rồi anh chị nhé, tức là người ta khảo sát rồi, thỏa thuận khung mà khảo sát rồi, tức là đóng khung rồi đấy, khảo sát và đang lên quá trình đang thiết kế rồi. Vậy thì cái quá trình thiết kế thì chắc chắn một điều là trong thời gian tới, trong thời gian ngắn tới thôi, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy những cái video mô hình 3D, cái bản thiết kế của công ty. Có thể trong năm 2024 chúng ta sẽ lộ những cái bản thiết kế đấy. Đúng không ạ? Thiết kế là người ta đã làm sao, người ta đã ok rồi, ký hợp đồng rồi, đặt cọc rồi, người ta mới lên cái bản kế hoạch thiết kế. Thiết kế ví dụ một cái tuyến đường là 1.000 km, thì người ta sẽ thiết kế làm sao để cho cái tuyến đường đấy nó đi qua khu vực nào nhiều và giải phóng mặt bằng ra sao, cách trạm trung chuyển, cách trạm nhà ga đấy, xung quanh trạm nhà ga đấy sẽ có những cái gì nhiều, những cái gì sẽ phát triển nhiều ở xung quanh nhà ga. Ví dụ là sẽ có những cái dịch vụ, đúng không? Y tế, dịch vụ thực phẩm, vân vân, các thứ gần như là cái khu vực trạm nhà ga người ta sẽ thiết kế đầy đủ ở khu vực đấy. Nó giống như là cái sân bay á. Nó giống như là sân bay á, khi mình vào sân bay thì gần như cái gì cũng có trong đấy. Đó, thế thì cái quá trình thiết kế nó sẽ mất khoảng tầm 2 năm. Đó, mất khoảng tầm 1 đến 2 năm để người ta lên kế hoạch và bắt đầu chính phủ người ta xây dựng. Thế thì trong quá trình đấy thì chắc chắn một điều là chính phủ, các quốc gia người ta đã phải đặt cọc với mình rồi. Đó, người ta phải đặt cọc, đàm phán mà. Đặt cọc rồi thì họ mới làm sao? Họ, mình mới làm sao, mới chính thức là làm việc với người ta được chứ. Mình mới thiết kế để làm sao, để cái quá trình là xây dựng nó tiến tới sớm nhất. Bởi vì trong cái trang của công ty người ta có nói có lộ trình một cái dự án. Đó, một cái dự án được phát triển sẽ cần bao nhiêu thời gian.
Ví dụ như ở Việt Nam mình thấy không? Có những cái dự án mà lên kế hoạch xây dựng đường sắt Bắc Nam, cái đường bên dưới mặt đất ấy. À, đường bên dưới mặt đất ấy có thể mất hàng 5-7 năm trời mà vẫn chưa xong thiết kế, vẫn chưa xong luôn. Đấy, những cái dự án cổ á, những cái công trình, ví dụ là công trình truyền thống ấy, hiện nay những con tàu mặt đất mà đang có đó. Thế thì mình hiểu được là gì? Khi mà công ty nói rằng là gì ạ? Là có những dự án đã được ký kết các thỏa thuận khung hoặc thỏa thuận thiết kế nhất định, là lúc đó người ta đã đặt cọc với mình rồi. Đấy, và đầu tiếp này, đầu tiên chúng tôi đang rất tích cực phát triển các dự án ở Ấn Độ. Cái này thông tin này công cực kỳ muốn nói đến Ấn Độ này. Hôm trước công có đọc một cái thông tin, đó là năm 2016 thì chính thức là chúng ta đã làm việc đàm phán với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Ấn Độ rồi. Từ 2016 nha. Đó. Và bây giờ thì vừa rồi trực tiếp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Ấn Độ lại tiếp tục sang làm việc với chúng ta tại UAE. Và đây này, điều đầu tiên chúng tôi đang rất tích cực phát triển các dự án ở Ấn Độ. Theo quan điểm của tôi, Ấn Độ là quốc gia mà ở đấy mọi người sẽ sớm sử dụng hệ thống vận tải của chúng tôi. Đúng không ạ? Tức là gì? Tức là Ấn Độ sẽ sớm được sử dụng công nghệ vận tải của chúng ta. Đúng không ạ? Và bây giờ các yêu cầu đang đến. Công muốn đọc lại cái câu này và cả nhà hãy comment bên dưới cái câu này luôn nha, và nhớ luôn cho Công câu này. Đọc nguyên văn câu này nha, cả nhà comment đúng câu này cho Công nha. Bây giờ các yêu cầu đang đến như một trận tuyết lở. Anh chị hãy comment số này đi ạ, hãy comment câu này đi ạ. Bây giờ các yêu cầu nha. Bây giờ các yêu cầu đang đến như một trận tuyết lở. Bây giờ các yêu cầu đang đến như một trận tuyết lở. Anh chị hãy viết nguyên văn câu này giúp Công ạ. Bây giờ các yêu cầu đang đến như một trận tuyết lở. Mạng kém quá anh Công. Mạng của ai kém ta? Thế à? Anh thấy mạng của anh vẫn khỏe mà. Nếu mà mạng kém nó rớt là đang 107, 106, 107 nó phải rớt xuống mấy chục người cơ. Đó. Anh chị comment đi ạ. Bây giờ các yêu cầu đang đến như một trận tuyết lở nha. Ngày xưa thì mình chỉ dự đoán là trong tương lai các dự án sẽ đến với chúng ta như một trận tuyết lở. Tức là mình dự đoán trong tương lai các dự án sẽ đến với chúng ta như một trận tuyết lở thôi. Nhưng mà ngày hôm nay công ty nói luôn này. Bây giờ mình phải hiểu câu từ nha. Mình phải hiểu câu từ, cái sức mạnh câu từ nó quan trọng lắm. Bây giờ các yêu cầu đang đến như một trận tuyết lở. Các yêu cầu nha, anh chị lưu ý giúp Công cái câu các yêu cầu ấy. Tức là không phải là mình đi xin cái dự án. Đó. Mà gì ạ? Mà các chính phủ người ta đang yêu cầu mình. Người ta đang đến đàm phán với mình, đang yêu cầu mình. Chứ không phải là mình đi xin người ta. Anh chị hiểu chỗ này chưa ạ? Đó. Các yêu cầu đang đến như một trận tuyết lở. Công thích nhất cái câu này trong cái buổi họp vừa rồi. Trong buổi họp vừa rồi thì thực sự Công rất thích cái câu này luôn. Đó. Sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đến thăm chúng tôi, sau khi văn phòng đại diện Ấn Độ của chúng tôi bắt đầu làm việc rất tích cực, người dân sẵn sàng trả tiền vé, các chính quyền địa phương và cơ quan chính phủ muốn phát triển hợp phần giao thông tổ hợp này. Tức là gì? Tức là hiện nay là bên Ấn Độ ấy, người ta đang ước tính, lát nữa Công sẽ chia sẻ kỹ hơn cái thông tin, cái số liệu nó còn kinh khủng hơn nữa. Không phải là chỉ khoảng 100 dự án đâu ạ nha. Đây này, còn về Cộng hòa Dominica này. Về Cộng hòa Dominica thì đơn giản là chúng tôi đang chờ đợi những quyết định. Ở đó có công ty tư nhân, có dự án thương mại rất có lợi nhuận. Này, rất có lợi nhuận nha. Có dự án thương mại rất có lợi nhuận. Đó. Có dự án thương mại rất có lợi nhuận. Các tài liệu đã được ký kết và trên thực tế chúng tôi đang chờ công việc bắt đầu. Tức là
gần như là 100% là cái ký kết, cái hợp đồng là ký kết xong xuôi hết rồi. Và bây giờ chỉ chờ cái quá trình là chính phủ người ta lên kế hoạch để người ta xây dựng thôi. Đúng không ạ? Người ta lên kế hoạch để xây dựng thôi. Là chúng ta bắt đầu triển khai, anh chị nha. Có thể bây giờ công ty đang thiết kế xong xuôi đâu đấy hết rồi. Bởi vì cái năm vừa rồi công sang công ty á, thì công trực tiếp vào trong văn phòng thiết kế nha. Thì công ty có nói là đây là những dự án thiết kế của các dự án đã ký hợp đồng. Tức là công thấy vài cái dự án à, có thể mạng hơi kém một chút đúng không? Công thấy mạng cũng hơi kém một chút thật. Chắc là công sẽ tắt đi một cái ứng dụng. Rồi công sẽ không kết nối mạng này nữa. Công sẽ tắt đi một cái. Ok. Rồi nha. Đây, để công tắt đi một cái mạng này. Đấy, công sẽ tắt một cái điện thoại. Thế cổ tức không phải là 500 đô Việt Nam mà chắc phải. Cổ tức thì ok, cái cổ tức đấy mình bàn tiếp nhá. Đây. À, nói về cái hợp đồng Dominica này, đơn giản là chúng tôi đang chờ đợi những quyết định, tức là còn một vài cái thủ tục nữa là xong. Ở đó có công ty tư nhân. Đấy, tức là đã thành lập công ty rồi, dự án ở đó có dự án thương mại rất có lợi nhuận, rất có lợi nhuận. Đấy, các tài liệu được ký kết và trên thực tế chúng tôi đang chờ công việc bắt đầu. À, tuyệt vời, rất tuyệt vời anh chị. Tuyệt vời anh chị, comment xuống bên dưới là số 2 đi ạ. Comment số 2 đi ạ. Rồi, tiếp theo này. LTA, tức là Bộ Giao thông Vận tải của Dubai, rất quan tâm đến chúng tôi. Không có gì cần giấu giếm ở đây cả. Đây, tức là mở luôn, không cần giấu giếm gì hết nha. Chúng tôi đã ký kết một biên bản ghi nhớ về ý định và đang tích cực thúc đẩy nó lên một tầm cao mới. Có những khó khăn mà chúng tôi đã vượt qua một cách thành công. Tức là trong quá trình mình phát triển ấy, cũng đã có những cái khó khăn, có những cái rào cản. Tuy nhiên là gì ạ? Là chúng tôi đã vượt qua một cách thành công. Tức là tất cả những khó khăn ở bên Ả Rập nha, bên Dubai nha, là mình đã vượt qua tất cả mọi thứ rồi. Khó khăn có, nhưng mà mình đã vượt qua hoàn toàn. Đấy, à, tuy nhiên chúng ta đã vượt qua tuyệt vời. Hãy comment số 2 đi ạ, comment số 2 đi ạ. Mình hiểu này, à, tại sao mà trong quá trình mình theo dõi thông tin của doanh nghiệp của mình ấy, mình thấy là tất cả những cái kế hoạch của mình ở bên Ả Rập Xê Út nha, thì gần như là chính phủ UAE cũng nói chung và Dubai nói riêng, họ luôn luôn thúc đẩy công nghệ của mình phát triển. Cái năm 2022 vừa rồi ấy, lại quay lại cái câu chuyện một chút thôi nha, ôn lại lịch sử mà. 2022 vừa rồi thì chúng ta đều biết được Bộ Giao thông Vận tải của Dubai trực tiếp đã mang cái sản phẩm của mình đi tham dự cái triển lãm giao thông lớn nhất thế giới được tổ chức tại Berlin của Đức. Và 100% cái chi phí của cái buổi sự kiện, cái chương trình triển lãm đấy, 100% chi phí là Bộ Giao thông Vận tải của Dubai người ta chi. Người ta không liên quan gì đến doanh nghiệp của mình phải chi. Mình cũng chẳng bảo người ta đem sản phẩm mình đi quảng cáo. Tuy nhiên là gì? Là người ta thấy sản phẩm mình tốt quá, tiềm năng quá, họ sẵn sàng thúc đẩy phát triển, sẵn sàng quảng bá giúp mình, để giúp cho đất nước của họ là những cái quốc gia đầu tiên sử dụng công nghệ này. Và đặc biệt họ mong muốn là thu hút cái nguồn lực tài chính quốc tế đến với đất nước của họ. Họ muốn đổi mới đất nước và họ muốn họ là quốc gia đầu tiên phát triển những sản phẩm thông minh và đặc biệt là giao thông. Đây là cái điều mà tầm nhìn mà Dubai họ đang hướng đến. Và công có đọc trong cái báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải Dubai, cái kế hoạch của Dubai từ 2023 cho đến 2032, à, đến 2032. Vợ ơi, Mỹ Linh gọi nè. À, đến 2032 nha, là Dubai sẽ sử dụng khoảng 25% là sử dụng hệ thống giao thông thông minh. Và trong đó có công nghệ của chúng ta. Vậy gọi là nhá. À, có công nghệ của chúng ta. Và tất cả
cả những cái truyền thông của Dubai, tất cả những cái trang về công nghệ của Dubai đều có công nghệ UST của chúng ta. Chưa từng thấy một cái sản phẩm nào của một doanh nghiệp tư nhân lại được một chính phủ người ta quan tâm đặc biệt như vậy. Và người ta sẵn sàng thúc đẩy chúng ta phát triển mãi mãi về sau, chứ không phải thúc đẩy một lúc nha. Và cái điều này, cái điều mà công muốn nhấn mạnh lại, phân tích và mổ xẻ lại cho anh chị, để anh chị chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn và có cái niềm tin cao hơn đối với doanh nghiệp của mình. Tiếp theo, riêng về Indonesia, chúng ta nhìn, chúng ta đều biết là Indonesia đúng không? Indo này là một quốc gia mà nơi mà vận tải đường dây là giải pháp thay thế duy nhất. Indo, chúng ta biết được Indo là một trong cái quốc gia có rất nhiều cái hòn đảo mà cần phải kết nối với nhau. Và để đi lại bình thường được thì người ta phải đi qua tàu, qua thuyền các thứ. Nhưng mà nếu như áp dụng cái công nghệ vận tải dây vào thì nó sẽ giúp cho Indo giải quyết được tất tần tật cái vấn đề của giao thông. Và chúng ta nhìn thấy Indo là một quốc gia nơi mà vận tải dây là giải pháp thay thế duy nhất. Tức là công ty nói là giải pháp thay thế duy nhất. Chúng ta hiểu giải pháp thay thế duy nhất, tức là không có giải pháp nào tốt hơn của chúng ta. Chúng tôi làm việc với nhiều thành phố, không chỉ Jakarta. Đây đều là những quốc gia mà chúng tôi thực sự đã đi đến đích nếu chúng tôi chưa làm vậy. Chúng tôi đã đi đến đích, như cả nhà nha. Cả nhà lưu ý từng câu chữ mà công, đây là công đọc nguyên văn cái câu chữ trong buổi họp nha. Chúng tôi đã đi đến đích. Đi đến đích là như nào anh chị? Dubai sẵn sàng thúc đẩy họ tự quảng bá công nghệ. Chúng ta đúng rồi, chính xác như Huế nha. Chính xác luôn ạ. Chúng tôi đã đi đến đích. Đây đều là những quốc gia mà chúng tôi thực sự đã đi đến đích, là tuyệt vời. Chúc mừng chúng ta đi ạ. Chúc mừng chúng ta đi ạ. Anh chị hãy comment chúc mừng chúng ta đi ạ. Hãy comment số số năm gì được nhỉ? Hãy comment số 3 đi. Số 2 đến số 3 đi. Ngoài ra này, hãy comment số 3 đi ạ. Ngoài ra hãy comment thật nhiều số 3 để công chia sẻ thêm cho anh chị ba quốc gia nữa nào. Ba quốc gia nữa nào. Nhà hãy comment số 3 đi ạ. Hãy comment số 3 để công chia sẻ cho anh chị thêm ba quốc gia này này. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được sự quan tâm lớn từ ngoài ra chúng tôi đúng rồi số 3 đấy ạ. Ngoài ra chúng tôi còn nhận được sự quan tâm lớn đến từ Brazil, Mexico và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ anh chị ạ. Anh chị em nha. Hoa Kỳ người ta đang quan tâm cực kỳ lớn đến cái giải pháp của chúng ta. Theo anh chị, Hoa Kỳ quan tâm thì tuyệt vời hay rất tuyệt vời anh chị? Comment số 3 tiếp đi. Ai comment số 3 tiếp, công muốn thấy thật nhiều số 3. Brazil, Mexico và Hoa Kỳ là ba quốc gia cũng đang cực kỳ quan tâm đến sản phẩm của chúng ta. Đây là cái điều mà sẽ giúp chúng ta bùng nổ thực sự trên toàn thế giới. Và tại sao cái câu nói đầu tiên là bây giờ các yêu cầu đang đến với chúng ta như một trận tuyết lở, là thực sự nó đúng là các yêu cầu đến như một trận tuyết lở thực sự. Không phải là chúng ta phải đi hợp tác, đi đàm phán, đi xin các quốc gia, phải đi làm việc các quốc gia để mình xây dựng nữa. Được chưa ạ? Và các dự án, tức là các quốc gia người ta đến để đàm phán với chúng ta, chứ không phải chúng ta đi đàm phán, mà các quốc gia đến đàm phán, đến ký hợp đồng, chứ không phải mình phải đi nữa. Nó giống như vừa rồi chúng ta biết là ở Peru, đúng không? Ở Peru có ai ạ? Có chính trị gia Claudio Zola, anh chị đều biết rồi, có rất nhiều thông tin rồi. Trực tiếp người ta năm 2019, 18, 19 người ta đều sang bên Belarus để làm việc. Hai lần ở Belarus đã ký thỏa thuận. Và năm vừa rồi chính thức họ ký hợp đồng xây dựng 2 km đầu tiên. Đây người ta gọi là phát súng đầu tiên nổ ở tại Peru. Và trực tiếp ông này là cái người mà phải nói về tiền thì người đã tạo ra cả một thành phố, người đã chủ tịch của một đảng tự do, người đã chính trị gia, ứng cử viên của tổng thống Peru. Một người tầm cỡ như vậy thì theo như anh chị, cái
người ta đến, người ta làm việc với chúng ta. Đúng ra mình còn phải đi đàm phán với chính phủ đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay chính phủ đến đàm phán với mình. Tức là mình không phải là người đi xin dự án, mà dự án được các chính phủ đến để xin mình đầu tư. Đây là những cái thông tin cực kỳ là hấp dẫn nếu như anh chị biết mổ phân tích cái bức tranh này nha. Đấy, chúng ta biết mổ xẻ bức tranh thì chúng ta mới nhìn thấy được tổng quan, được chưa ạ? Và Công rất muốn phân tích mổ xẻ cho anh chị cái vấn đề này. Có thể mong chờ những năm tới chúng ta sẽ tiến ra các công trường xây dựng ở những khu vực này hay không? Đây nhà có một câu hỏi này. Là có thể mong chờ rằng năm tới nha, chúng ta sẽ tiến ra các công trường xây dựng ở những khu vực này hay không? Tức là năm 2024 chúng ta có đi ra công trường, chúng ta bắt đầu xây dựng hay chưa? Thì ở đây công ty nói luôn này. Tất nhiên rồi, không cần bàn cãi gì cả. Tuy nhiên, một lần nữa chúng ta sẽ tiến đến các công trường ngay sau khi kết thúc, ngay sau khi thiết kế được hoàn tất, càng sớm càng tốt. Tức là gì? Cả nhà nghe cái câu này chưa ạ? Tất nhiên rồi, đúng không ạ? Tức là có thể năm 2024 mình đã bắt đầu ra công trường để xây dựng chưa? Thì công ty nói là tất nhiên rồi, không cần bàn cãi gì cả. Không cần bàn cãi gì cả, đúng không ạ? Tuy nhiên, một lần nữa công ty nói là một lần nữa chúng ta sẽ tiến đến các công trường sau khi thiết kế được hoàn tất. Tức là càng sớm càng tốt. Tức là cái thiết kế đó, bây giờ mình sẽ phụ thuộc vào cái thiết kế. Đó, thiết kế khu vực này, xây dựng như thế nào này, cái tuyến đường đấy xây dựng qua cái khu vực nào và giải phóng mặt bằng ra sao. Đó, và quy hoạch cái khu vực gần cái khu tổ hợp nhà ga của mình ấy, sẽ có những cái gì nhiều. Đấy, Công vừa nói trước rồi đấy. Sẽ cho những cái khu vực là đường trường trại, ví dụ trường trại này, ví dụ là các hiệu thuốc này, ví dụ các cửa hàng tạp hóa, đấy, vân vân. Những cái dịch vụ, tất cả những cái dịch vụ sẽ có ở quanh khu vực nhà ga chúng ta. Và người ta phải thiết kế tất cả những thế để làm sao để bất kỳ một khách hàng nào đi trên cái phương tiện của mình ấy, họ đều thấy được là cái phương tiện của mình nó thuận tiện, thuận lợi. Không những là nó đi cái chi phí nó rẻ mà nó còn thuận lợi, và người ta có thể mua sắm ở bất kỳ cái gì đến cái một cái nhà ga nào đó, người ta có thể mua sắm. Người ta không phải lo lắng vấn đề là phải đi đâu đó để mua. Và đặc biệt nó còn kết nối các trạm, ví dụ là trạm xe, có những cái bãi xe để các xe taxi người ta có thể đưa hành khách đến với cái trạm nhà ga của chúng ta. Nó giống như mình đi ra sân bay thế thôi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái thiết kế nó rất là quan trọng, và chúng ta cần phải hoàn thiện cái thiết kế thì bắt đầu chúng ta sẽ đi ra công trường xây dựng. Và công ty nói là tất nhiên rồi, không cần bàn cãi gì, không cần bàn cãi gì anh chị nha. Cho nên anh chị nào mà chưa có cổ phần của UST là thực sự là đáng tiếc đấy. Tiếc lắm đấy thực sự anh chị ạ. Nếu như anh chị mà không có một cổ phần trong doanh nghiệp này thì đúng là đáng tiếc. Bởi vì anh chị biết mà không đón nhận nó, đúng không ạ? Tiếp theo, ngay khi chúng tôi có dự án ở Ấn Độ. Bởi lại quay lại câu chuyện Ấn Độ nha. Tại sao Công rất là thích nói về Ấn Độ? Ở đây công ty cũng thích nói về Ấn Độ chứ không phải là riêng Công nha. Ngay khi chúng tôi có dự án ở Ấn Độ, ngay khi chúng thành công, tôi ước tính số lượng dự án ở Ấn Độ là từ 200 đến 250. Tôi ước tính tức là gì ạ? Tức là công ty ước tính này, số lượng dự án ở Ấn Độ sẽ từ 200 đến 250 dự án. Anh chị hãy comment đi ạ. Anh chị hãy comment số 250 đi dự án đi ạ. Hãy comment số 250 đi anh chị. 250 ạ. Tức là khi mà dự án ở Ấn Độ, cái phát súng đầu tiên được bắn thì sẽ có khoảng 250 phát súng được bắn tiếp theo anh chị ạ. Anh chị hãy comment số 250 đi ạ. Công thích cái điều này. Và tại sao Công rất thích Ấn Độ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì Ấn Độ là một quốc gia, người ta nói vì riêng về cái giao thông thì anh chị nhìn thấy những cái con tàu mặt đất đó, cái con tàu ở mặt đất, anh chị nhìn thấy con tàu mặt đất đó. Cái con tàu ở mặt đất mình nhìn thấy mỗi lần mà lên truyền hình mình nhìn thấy hành khách ngồi chen chúc nhau trên đỉnh tàu luôn, chứ không phải là đấy. Cho nên là mình thấy là Ấn Độ, cái giao thông Ấn Độ nó cực kỳ cần đến công nghệ của mình nha. Cái giao thông của Ấn Độ nó cực kỳ cần đến cái giải pháp của mình luôn, được không ạ? Cực kỳ đến giải pháp của mình nha. Cho nên là gì ạ? Họ nói là ngay khi chúng tôi có dự án Ấn Độ, ngay khi chúng tôi thành công này, tôi ước tính số lượng dự án từ 200 đến 250 dự án.
Đây là công ty chỉ ước tính thôi nha, chứ chưa phải nói là thực tế. Thực tế biết đâu sau này nó còn kinh khủng hơn, đúng không? Đó, và họ đang chờ đợi công nghệ của chúng tôi. Họ đang chờ đợi công nghệ của chúng tôi nha. Thấy chưa? Họ đang chờ đợi công nghệ của chúng tôi. Tất nhiên đây sẽ là sự lan tỏa đầy bùng nổ của công nghệ vận tải dây. Một con số lạc quan hơn là 500. Một con số lạc quan hơn, anh chị, 250 đó là bình thường nha. Đây ạ, công ty nói này, một con số lạc quan hơn đó là 500 dự án. Cái sự lạc quan hơn đó là 500 dự án, anh chị hãy comment số 500 đi ạ. Đây là cái dự đoán nha. Đấy, theo gì ạ? Theo dự đoán, theo ước tính. Đấy ạ. Anh chị hãy comment số 500 đi ạ. Tức là gì? Tức là họ đang chờ công nghệ của chúng tôi và tất nhiên đây sẽ là sự lan tỏa bùng nổ của công nghệ vận tải dây. Một con số lạc quan đó là khoảng 500 dự án, chứ không phải 250 đâu. Chứ riêng Ấn Độ nha, tại sao công rất thích nói về Ấn Độ? Anh chị cứ tìm hiểu về giao thông Ấn Độ đi, anh sẽ biết được là tại sao Ấn Độ người đang cần công nghệ của mình nhiều đến thế. Một quốc gia với cái diện tích khổng lồ, đúng không? À, diện tích rất lớn ở trên thế giới này. Và mình nhìn thấy là tất cả những cái công nghệ, những cái công trình mà người ta mong muốn xây dựng ở đất nước của họ, khi mà họ đã tham khảo, khi mà họ đã được tận mắt chứng kiến, tận mắt và ngồi lên cái sản phẩm của mình để chạy thử nghiệm rồi, đã trải nghiệm sản phẩm của mình ở tại Belarus, tại UE rồi, thì mình thừa biết được là người ta biết cái công nghệ, cái tiềm năng khổng lồ của công nghệ của mình đối với đất nước của họ. Và cái hay nhất của công nghệ của mình đó là cái chi phí xây dựng nó lại cực kỳ rẻ, không hề đắt đỏ một chút nào. Có rất nhiều người thì bảo ui cái công nghệ này chắc là đắt lắm, không phải đâu ạ, cực kỳ rẻ anh chị nha. Cái sản phẩm của chúng ta nó lại cực kỳ rẻ. Chi phí xây dựng một cái tuyến đường đô thị ấy thì nó chỉ rơi khoảng tầm trên dưới 10 triệu đô la Mỹ một km đường thôi. Trong khi đó mình nhìn đi, mình cứ nhìn các công nghệ khác đi, ví dụ như công nghệ tàu điện từ của Nhật Bản, hay là những cái tàu ở dưới lòng đất ấy. Đó, tàu điện dưới lòng đất ấy, người ta xây dựng một cái km đường đấy tổng chi phí hết khoảng 150 triệu đô. 150 triệu đô một km đường. Thế thì công nghệ của mình nó chỉ có 10 triệu đô người ta có thay, người ta có sử dụng không ạ? Còn sử dụng ngay chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Và chính vì thế tại sao mà chúng ta nhìn thấy là công ty nói ạ, hợp đồng đang đến với chúng ta như một trận tuyết lở. Các yêu cầu ấy, các yêu cầu ấy, chứ không phải là chúng ta đi xin. Công muốn nhấn mạnh này đó là các yêu cầu đến với chúng ta như một trận tuyết lở. Và con số lạc quan hơn đó là khoảng 500 dự án. 500 dự án nhỉ. Công thực sự yêu con số này. Anh chị hãy comment 500 thật nhiều đi ạ. anh chị có để là comment cái số 500 thật nhiều, đúng không ạ? Rồi, tiếp này. Có những dự án ở mức độ sẵn sàng rất cao và đang phát triển sâu. Có những dự án đang ở mức độ sẵn sàng rất cao và đang phát triển sâu. Tức là gần như là ký thỏa thuận khung hết rồi. Đấy. Và đây là những cái dự án ở khu vực thủ đô. Đây nha. À, chúng ta sẽ nói là quay lại Nga này. Tại sao có rất nhiều người nói là công nghệ của Nga mà tốt như thế, tại sao Nga không xây dựng, Nga không nghiên cứu? Đấy là anh chị chưa biết thông tin thôi, không phải người ta không nghiên cứu, đúng không ạ? Tổng thống nói nhẹ đâu chứ. Người đứng đầu của Nga, người ta đã ủng hộ ý tưởng này từ rất lâu rồi. Thậm chí nha, tổng thống, thủ tướng và cái sản phẩm xe ô tô điện của chúng ta vừa rồi á, là trực tiếp thủ tướng của Nga đã ngồi lên cơ mà. Sản phẩm mùn bây giờ là bán ở trang thương mại điện tử của Nga rồi cơ mà. Chẳng có gì mà Nga người ta không ủng hộ mình cả, người ta không xây dựng cả. Vừa rồi có một cái thông tin từ trang chính phủ của Nga, người ta sẵn sàng cấp vốn để mình phát triển cái khu vực trung tâm chứng nhận của mình ở Belarus á. Thông tin trong chính phủ luôn, trang web của chính phủ thông tin luôn nha. Cho nên là không có cái gì người ta, đôi khi là chúng ta chưa có thông tin mà chúng ta cứ đánh giá theo cái chủ quan của mình là rất là nguy hiểm anh chị nha. Đây nha. Đây là những dự án ở khu vực thủ đô Moscow và Saint Petersburg. Moscow và Saint Petersburg nha anh chị nha. Thậm chí là sẽ có nghiên cứu cái dự án cao tốc từ Moscow đến Saint Petersburg luôn. Và trong các khu đô thị ở Saint Petersburg và Moscow luôn.
Nguyễn thì, thực ra thì cái thông tin đấy thì mình không bàn luận như chị Kim Quy ạ. Chúng ta không bàn luận cái thông tin về 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 tổng thống, về người đứng đầu của Nga, người đang mua cổ phần không không, mình không bàn thông tin đấy. Đừng bàn thông tin đấy nhá. Nó liên quan đến chính trị, liên quan đến người đứng đầu, mình không bàn thông tin đấy nha. Mình biết được là chính phủ người ta đang nghiên cứu rất kỹ, lên kế hoạch rất kỹ để xây dựng những cái công nghệ của mình là được rồi. Được chưa ạ? Là với một số dự án ở mỗi khu vực này, ở đây có những định hướng khác nhau. Đây là những dự án giải quyết các vấn đề về khả năng tiếp cận giao thông của các tiểu vùng. Và đây là những giao lộ có nhịp dài vượt qua các chướng ngại thủy vực. Tức là nó sẽ qua có những hướng đi đầy hứa hẹn trong những phương án dự phòng có tuyến vận tải thông thường. Tức là sẽ kết hợp cả hai cái vận tải, cả của mình và cả vận tải thông thường, để làm sao mà khi mà hành khách nó đến rất là thoải mái. Được ạ? Thực sự để mà nói về Nga, công xem rất nhiều. Công xem rất nhiều về những cái thông tin ở các quận, các vùng ở Nga đấy. Thì hiện nay có rất nhiều dự án đã được nghiên cứu tiền khả thi. Tức là riêng ở Nga là một trong những cái thị trường gần như là nó lớn khủng khiếp luôn. Một trong những thị trường gần như lớn khủng khiếp luôn. Trong tương lai, nếu như là cái dự án xây dựng Saint Petersburg Moscow triển khai, thì phải nói là chúng ta làm không bao giờ hết việc luôn anh chị ạ. Khẳng định luôn ạ. Không bao giờ hết việc luôn ạ. Riêng vừa rồi công nghe lại, quay lại cái câu chuyện lịch sử một chút, thì cái năm 2019 công ty nói là riêng các dự án ở UAE thôi, chúng ta xây dựng 50 năm còn chưa hết việc, chứ đừng nói là các quốc gia khác. Thế thì bây giờ tất cả các quốc gia đồng loạt người ta đều đến, người ta xếp hàng chờ chúng ta để xây dựng, thì chuyện gì xảy ra? Anh chị tự nói, tự đoán nha. Công sẽ không nói về cái kết quả đâu. Được không ạ? Có những hướng đi là đối với những dự án này, có lẽ là đặc trưng của Nga, chính quyền đề nghị chúng tôi tìm kiếm nhà đầu tư. Và còn có những điều khác, chúng ta luôn nói về quan hệ đối tác công tư. Tuy nhiên có những dự án có cơ hội ra mắt vào năm sau. Tuy nhiên có những dự án có cơ hội ra mắt vào năm sau, tức là gì ạ? Tức là năm 2024 này, có thể là vào trong 2024 sẽ công bố rất nhiều dự án ở Nga. Nha. Sẽ công bố rất nhiều dự án ở Nga. Chính quyền đề nghị chúng tôi tìm kiếm các nhà đầu tư. Chính quyền đề nghị chúng tôi tìm kiếm các nhà đầu tư, tức là gì ạ? Tức là người ta cũng mong muốn là gì? Mong muốn là công ty chúng ta sẽ kết hợp cái quá trình xây dựng cái dự án, thay vì là chính phủ người ta bỏ hết ra tiền, thì người ta có thể sử dụng cái phương án là tài trợ từ nhân dân để xây dựng vào dự án đấy. Thì chính phủ, công ty nói luôn là chính quyền đề nghị chúng tôi tìm kiếm các nhà đầu tư. Nếu như chúng ta ngày hôm nay mình đồng sở hữu công nghệ rồi, trong tương lai ở Nga hay ở quốc gia khác, người ta xây dựng, người ta lại cho mình đầu tư cấp vốn vào cái công trình đấy, cái dự án cụ thể đấy, theo anh chị có muốn mình sẽ là một phần của dự án đấy không ạ? Nếu như chúng ta được cấp vốn cho những cái dự án đấy để phát triển dự án riêng biệt nha, theo như anh chị có muốn mình sẽ là lại trở thành cổ đông của cái dự án đấy không ạ? Nào, theo anh chị có mong muốn điều này không ạ? Anh chị mong muốn hay comment là tôi muốn đi ạ. Thực sự là có rất nhiều cái thông tin trong cuộc họp vừa rồi mà công thực sự, tại sao mà công bất chợt công trong cái buổi ngày hôm nay công lại lên chia sẻ cho anh chị? Bởi vì nó có quá nhiều thông tin cần phải mổ anh chị ạ. Có quá nhiều thông tin cần phải mổ cái bức tranh này để anh chị nhìn thấy. Còn chỉ gửi cho anh chị cái thông tin như anh chị đọc sơ sơ thì anh chị không hiểu hết đâu. Công khẳng định luôn, anh chị đọc sơ sơ anh chị sẽ không bao giờ hiểu được hết đâu. Và phải có cái góc nhìn sâu để mình mổ xẻ cái vấn đề thì mình mới hiểu được cặn kẽ cái vấn đề trong đó. Được chưa ạ? Các dự án hành khách mà chúng tôi đang tích cực nghiên cứu ở thủ đô Siberia, đấy vùng Nga đúng không? Ở vùng Novosibirsk, đúng không? Cái gì đây? Novosibirsk à?
Đây cũng là trung tâm văn hóa và du lịch đấy, của Yashola, nơi một số dự án cũng đang được xem xét. Các dự án hành khách mà chúng tôi đang tích cực nghiên cứu, đây là hành khách nha, còn chưa nói vận chuyển hàng hóa. Có những dự án vận chuyển hàng hóa ở vùng Viễn Bắc, chúng ta đều có thông tin rồi đúng không? Ở vùng Viễn Bắc đang nghiên cứu rất sâu những cái dự án vận chuyển hàng hóa, bởi vì khu vực đấy để mà xây dựng thì cực kỳ khó. Anh chị có thể nhìn thấy ở đâu đó trên cái không gian internet ấy, ở Mỹ đúng không? Xe Tesla gặp băng tuyết là chết luôn, không chạy được, chịu. Đúng không ạ? Rất nhiều cái xe ô tô bên dưới mặt đất không chạy được bởi vì băng tuyết. Ở Nga cũng như vậy, ở Belarus cũng như vậy, băng tuyết không chạy được. Họ phải đi cào đất, có những cái chỗ mà sườn dốc này á. À, sườn dốc này chúng ta nhìn thấy không? Xe ô tô va chạm nhau, xe lăn lóc lóc trôi, không phanh được luôn, bởi phanh làm sao được, cái bánh xe nó là gì, cao su mà, cao su với lại cái băng tuyết thì nó trơn không? Và chúng ta nhìn thấy rõ ràng đúng không? Cho nên là ở vùng Viễn Bắc ấy, người ta đang nghiên cứu rất kỹ về cái sản phẩm của mình để có thể xây dựng những cái giải pháp vận chuyển hàng hóa và hành khách ở vùng Viễn Bắc nữa. Bởi vì gần như là không có giải pháp nào để xây dựng được vào đấy hết á. À, cho nên chúng ta nhìn thấy được nếu như là ở Nga phát triển một vài dự án thì Nga nó sẽ là một, Nga và Ấn Độ công tin chắc ba quốc gia nha. Nga, Ấn Độ và gì ạ? Và UAE sẽ là ba khu vực xây dựng nhiều công trình nhất, công tin chắc điều này. Nga và Ấn Độ và UAE sẽ là ba cái khu vực xây dựng rất nhiều công trình. Cái điều này cái dự đoán của cá nhân công thôi nha. Cũng không thể nào áp vào một thông tin nào được. Nhưng đây là cái dự đoán của công. Được chưa ạ? Ok. Rồi, chúng tôi đang bàn luận về hàng loạt địa chỉ trên tuyến Rusturen. Đấy, chúng tôi đang bàn luận về hàng loạt địa chỉ. Quá nhiều anh chị. À, chúng tôi có một số công việc liên quan đến hệ thống vận tải hàng hóa. Đây đấy chưa? Hệ thống vận tải hàng hóa nha. Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng tổ chức các cửa khẩu xuyên biên giới để vận chuyển than sang Trung Quốc. Anh chị nghe thấy câu gì chưa ạ? Chúng tôi đang có một số công việc liên quan đến hệ thống vận tải hóa này. Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng tổ chức các cửa khẩu xuyên biên giới để vận chuyển than sang Trung Quốc nhờ vào hệ thống vận tải hàng hóa Unitrack. Có một nhiệm vụ cấp bách nha, nhiệm vụ cấp bách nha, tái định hướng các luồng giao thông về phía đông. Đây là cái điều mà chúng ta có thể thấy là cái quy mô xây dựng trong tương lai nó sẽ không chỉ là xây dựng trong nước mà nó xây xuyên biên giới, tức là từ Nga sang Trung Quốc luôn. Từ Nga sang Trung Quốc luôn anh chị nha. Xây dựng hàng hóa, vận chuyển hàng hóa đấy, từ Nga sang Trung Quốc luôn, chứ không chỉ là trong nước nữa. Quy mô rất lớn và những cái dự án này là những dự án hàng tỷ đô, chứ không phải là dự án một vài chục triệu đô hay là trăm triệu đô đâu. Đây là những dự án rất nhiều tỷ đô anh chị ạ. À, chúng tôi đang đây chính là những cái dự án rất nhiều tỷ đô, được chưa ạ? Đây này, chúng tôi còn hợp tác với Viện Thăm dò Địa chất anh chị nha. À, chúng tôi đang chờ kết luận về mức độ hấp dẫn của sản phẩm thú vị, đó là Unichan. À, đây là hình thức vận tải hàng hóa dạng rời, thực tế là một công nghệ thay thế hoàn toàn cho nhập khẩu, giải quyết các vấn đề rất quan trọng với khoảng cách vận chuyển dài. Điều này rất quan trọng ở các vùng lãnh thổ, vùng Bắc Cực. Anh chị nghe thấy chưa ạ? Vùng Bắc Cực luôn nha. Các vùng lãnh thổ vùng Bắc Cực, và cái Bắc Cực anh chị thừa biết là mình vận chuyển hàng hóa, vận chuyển than cực kỳ khó. Nếu như mình vận chuyển than mà đi bằng xe tải thì thôi luôn, container thì thôi luôn, gặp tuyết chết luôn. Đúng không ạ? Đấy, và chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng cái hệ thống này nha. Nơi gặp khó khăn với các phương thức vận tải truyền thống, tức là ở Bắc Cực là nơi gặp khó khăn với các phương thức vận tải truyền thống. Đây là nhu cầu lớn vì
lớn vì Nga phần lớn là nhà cung ứng quặng, than đá, khoáng sản, tài nguyên năng lượng. Đây là nhu cầu lớn vì Nga, nha, vì đất nước Nga là nơi cung ứng, là phần lớn là cung ứng những cái sản phẩm như là quặng này, như là than đá này, như là khoáng sản khác, tài nguyên năng lượng này. Gần như là gì ạ? Gần như là ở Nga người ta cung ứng những sản phẩm này rất nhiều cho rất nhiều các chính phủ khác, cho các nước khác. Và Trung Quốc là một trong những quốc gia mà nhập rất nhiều sản phẩm của Nga. Thế thì người ta muốn xây dựng cái tuyến đường này để giúp cho quá trình vận chuyển nó nhanh hơn rất nhiều. Thay vì là đi 10, 20 km mà thậm chí không đi được khi mà có băng tuyết, thì sản phẩm của chúng ta cứ thế mà băng tuyết vẫn chạy bình thường 150 km/h. Được chưa ạ? 80 đến 150 km/h. Đó. Và tiếp này, vào năm tới có thể chứng minh được sự đột phá nhất định trong việc thực hiện dự án. Và cái câu chốt của công ty đó là gì ạ? Đó là vào năm tới có thể chứng minh được sự phát triển nha, sự đột phá phát triển nha, sự đột phá nhất định trong việc thực hiện các dự án. Tức là công tin chắc một điều, cái kế hoạch công ty ấy, công muốn nói lại một chút về kế hoạch công ty. Đây, kế hoạch của công ty từ năm 2015 nha, từ 2015 đến 2023 là cái giai đoạn chúng ta chứng nhận công nghệ. Và mình nhìn thấy là chúng ta đã chứng nhận được rất nhiều cái mẫu công nghệ, từ hàng hóa này, từ vận chuyển hành khách này, vận chuyển đô thị này, những cái sản phẩm đô thị có rất nhiều mẫu này. Đó, và bây giờ mình đang chứng nhận cái sản phẩm 25 chỗ ở bên UE để cung cấp cho thị trường nhiệt đới này. Thế nên mình nhìn thấy này, từ 2015 đến 2023 là chúng ta đã chứng nhận công nghệ rồi. Và từ giai đoạn 2024 cho đến về sau này là giai đoạn thương mại các dự án. Thế thì có đúng là các hợp đồng sẽ đến với chúng ta như một trận tuyết lở không ạ? Các yêu cầu nha, các yêu cầu hợp đồng, đúng không ạ? Bây giờ các yêu cầu đang đến như một trận tuyết lở, là cái câu mà công ty đã nói, mà công cảm thấy là cái chú ý đến câu nói của công ty, mình cảm thấy thực sự là nếu như anh chị nào mà chưa có một cổ phần của UST, thực sự là đáng tiếc. Công việc muốn nói như vậy thôi, đúng không ạ? Thực sự là đáng tiếc. Và công ngày xưa công vẫn hay nói cái câu là nếu như ngày hôm nay mình không sở hữu một cổ phần nào của UST, trong tương lai anh chị có tin điều này không ạ? Con cái của chúng ta trong tương lai nó lại bước vào thị trường chứng khoán, và lúc đấy nó đi giao dịch, nó mua bán cổ phiếu trên, nó đi chơi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, và có cái mã cổ phiếu của công nghệ của chúng ta ở trên đấy, người ta lại, con cái của mình lại mua, con cái của mình lại chơi cái mã đấy, và cái mã đấy có thể là sẽ là 50 đô hay là 100 đô một cổ phần, một cổ phiếu nha. 50 đô hay là 100 đô một cổ phiếu. Thế thì cái câu chuyện là gì? Là giả sử thời điểm đấy con cái của mình đặt, tức là hỏi mình một câu hỏi: bố ơi, mẹ ơi, ngày xưa bố mẹ có biết công ty này nó bán cổ phần sớm lúc nó đang trước khi nó lên sàn không ạ? Thì chả nhẽ mình lại nói là bố không biết, trong khi bố mình biết, trong khi mình biết, mình lại nói lại với con là bố mẹ không biết à? Đúng không anh chị? Và lúc đấy mình nói là ồ, ngày xưa bố biết, mẹ biết con ạ. Nhưng mà ngày xưa bố mẹ không tin, lúc đấy nó rẻ lắm, lúc nó có 200-300 đồng Việt Nam. Trời ơi, mà bây giờ nó hơn 1 triệu, 2 triệu một cổ phần. Thì chuyện gì xảy ra? Có đúng là mình đang là tội đồ của gia đình không anh chị? Mình đang là tội đồ trong cái góc độ làm kinh tế của gia đình nhà mình đấy ạ. Nếu như anh chị mà hiểu, biết mà hiểu, anh chị là người thông minh, anh chị là người có trí tuệ, có tầm nhìn, biết thông tin, hiểu về doanh nghiệp này, có cái lộ trình, có thông tin cụ thể, có tư liệu cụ thể, nhưng mà chúng ta lại không sở hữu một cổ phần nào chỉ vì mình tiếc tiền đầu tư, thì đấy là mình đang là tội đồ trong góc độ làm kinh tế của gia đình nhà mình đấy ạ. Cho nên nếu anh chị nào mà hiểu thực sự rồi nha, hãy mạnh dạn nắm bắt ít nhất là 1.000 đô góp vốn ủng hộ cho công an này giúp công. Hãy mạnh dạn nha, 1.000 đô đâu cũng được, 5.000 đô, 10.000 đô, đấy là quyền của anh chị. Hãy tài trợ cho công nghệ này đi, tài trợ sớm cho công nghệ này. Hãy tài trợ sớm cho công nghệ này, tài trợ sớm cho công ty, để anh chị có được một chút cổ phần trong công ty thôi.
Được, tài trợ sớm anh chị có một chút cổ phần thôi. Chỉ cần anh chị có một chút cổ phần, anh chị sẽ cảm nhận được cái giá trị của cái việc có cổ phần ở một công ty tiềm năng là như thế nào. Có những cái câu chuyện lịch sử đã chứng minh rồi. Chúng ta thì dùng Facebook, đúng không? Dùng nền tảng Facebook của chúng ta. Chúng ta không biết được cái giá trị của Facebook nó như nào. Thậm chí mình ngày hôm nay mình chưa biết là một cổ phiếu của Facebook bao nhiêu tiền. Nhưng mà cách đây hàng chục năm trước, hàng 12, 13 năm trước, người ta, những người mà người ta diện đi làm thuê cho Facebook thôi, người ta được trả lương vài triệu cổ phần. Và đến ngày hôm nay, đến ngày hôm nay tài sản người ta hàng tỷ đô la, anh chị ạ, hàng tỷ đô, hàng nghìn tỷ, hàng tỷ đô la chứ không phải là một chút nhỏ. Cho nên thực tế mà nói, nếu như anh chị nào là những người có ăn, có học đàng hoàng, có bằng cấp đàng hoàng, anh chị hãy thực sự nghiêm túc và nghiên cứu về doanh nghiệp này giúp công. Hãy tự tin nghiên cứu, nghiêm túc nghiên cứu doanh nghiệp này giúp công, để anh chị có được cái quyết định mạnh mẽ nhất cho cuộc đời của mình. Tránh cái góc độ sau này con cái của anh chị là hỏi: bố mẹ ơi, bố mẹ có biết ngày xưa công ty này nó bán cổ phần sơ khai không? Nó gây quỹ cộng đồng, nó cho mình sở hữu cổ phần lúc mà nó có rẻ không? Đấy, bây giờ mình quay lại Zalo đấy. Đấy, tránh mình trở thành tội đồ gia đình nha, cả nhà nha. Ok, rồi, bây giờ vẫn còn 143 anh chị theo dõi. Bây giờ thôi đi, bây giờ chắc là Công sẽ nói về thông tin công ty như vậy thôi, không nói nhiều nữa. Nói nhiều anh chị ngấm nhiều quá đến khi lại không biết làm cái gì, đúng không? Bây giờ chắc là sẽ dành thời gian cho anh chị suy nghĩ, cho anh chị quyết định, cho anh chị xem lại chi tiết cái buổi livestream ngày hôm nay của Công, để anh chị thấy được là từng cái mà Công phân tích mổ xẻ ra cái bức tranh của cuộc họp với công ty. Đấy, bức tranh tổng thể để anh chị có được cái góc nhìn sâu sắc nhất, có niềm tin nhất. Để anh chị tài trợ cho công nghệ này, hãy chỉ cần tài trợ ít cũng được. Nếu anh chị không có nhiều tiền, nhiều tài chính, tài trợ ít cũng được. Đấy, coi như mình làm từ thiện đi, được không ạ? Ban đầu coi như mình làm từ thiện đi, quên số tiền này đi, 2-3 năm sau quên số tiền này đi, vài năm cũng được. Tài trợ một chút thôi, vài năm thôi. Anh chị quay lại, anh chị nhìn lại cái doanh nghiệp, anh chị sẽ nhìn thấy là cái doanh nghiệp này nó là một cái doanh nghiệp tầm cỡ như thế nào. Bởi vì để tìm được một doanh nghiệp có nền tảng như thế này, một doanh nghiệp mà được chính phủ người ta đứng đằng sau, người ta hậu thuẫn thúc đẩy phát triển, và khách hàng lại là các chính phủ, thì anh chị tìm mỏi mắt, mỏi đời của anh chị chưa chắc đã gặp cơ hội lần thứ hai. Yeah. Chưa chắc đã gặp cơ hội lần thứ hai. Và chính vậy thì hãy tập trung giúp công vào doanh nghiệp này. Hãy dành thời gian nghiêm túc. Mình có đi, có ăn, có học rồi, có bằng cấp đại học, giáo sư, tiến sĩ gì đấy rồi, đúng không? Có rất nhiều bằng cấp rồi. Hãy bỏ cái tôi về cái bằng của mình xuống. Hãy bỏ cái tôi của mình xuống để làm gì ạ? Để mình hỏi, học hỏi, biết thêm một cái xu hướng mới, một cái lĩnh vực mới, một ngành nghề mới và một cái tầm cao mới, để đón nhận một cái cơ hội mới đối với gia đình nhà mình. Được chưa ạ? Rồi, còn bây giờ thì đấy, Công nói chuyện được bao nhiêu phút rồi nhỉ? Được tiếng chưa cả nhà? Được một tiếng rồi. Thôi cho một tiếng, thôi thế thôi. Nó đúng một tiếng thôi, nó nhiều quá. Anh em lại không biết nấu cơm bây giờ. Rồi, cảm ơn 150 anh chị vẫn đang theo dõi trong buổi livestream này của Công. Rồi, chúc cả nhà buổi trưa thật nhiều năng lượng và thật nhiều năng lượng. Đặc biệt là gì ạ? Hiểu rồi, thâu tóm được cổ phần. Còn anh chị em nào chưa hiểu, liên hệ Công để Công giúp anh chị hiểu thật kỹ. Không lấy phí, được ạ? Không lấy phí nha. Hứa với anh chị là anh chị liên hệ Công, Công sẽ không lấy một khoản phí nào. Giúp anh chị hiểu thật kỹ về doanh nghiệp này, để anh chị có thể đưa ra cái quyết định tuyệt vời nhất cho bản thân mình và gia đình nhà mình. Giúp cho dòng họ nhà mình, gia tộc nhà mình trở nên giàu có trong tương lai. Được chưa ạ? Rồi, còn bây giờ thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vâng, chúc cả nhà buổi trưa tốt lành, chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại. À, Công muốn nhấn lại một lời nữa, đó là gì? Ngày 28 này Công có một sự kiện tất nhiên ở Lạng Sơn. Anh chị em nào muốn lên Lạng Sơn cùng Công thì về quê hương nhà Công nha. Quê hương nhà Công Lạng Sơn, chúng ta sẽ cùng nhau lên Mẫu Sơn ngắm tuyết, được không ạ? Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị những buổi sau nha. Bye bye. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.